nè nè rồi mòn phải phục sát rồi đây là thông cái gì chấm ly nè mòn chồi pho mòn lò pho ly nè tại vì cắt lai ở đây bị sát sát rồi nó có sát đây nè không có sơn mà nó sát đây mà ¿Qué Thank you.